Huấn luyện viên Philippe Chusier đã nhiều lần khẳng định từ tháng 3, tháng 6 cho đến FIFA Day tháng 9 này rằng trong tay ông không phải là đội tuyển Việt Nam. Thực tế, ông thầy người Pháp khẳng định đó chỉ là đội dự tuyển Việt Nam, là tập hợp các cầu thủ tập trung cùng các đội U23 Việt Nam, sau đó khoác áo đội tuyển quốc gia đá giao hữu. Khi nào tôi đăng ký lên AFC, FIFA bản danh sách đá vòng loại World Cup 2026, đó mới là đội tuyển Việt Nam chính thức, ông Chusier nhấn mạnh. Thông điệp rất rõ ràng của ông Chusier đã đi đôi với các hành động như công phượng, văn toàn xuống U23 Việt Nam đá giao hữu với các câu lạc bộ V-League, một số trụ cột dạng con ruột thời ông Park không được đăng ký ở trận ra mắt gặp Hồng Kông. Ngược lại, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được bật đèn xanh đăng ký đá giao hữu, thậm chí Thái Sơn còn đá chính, đá tất cả trận gặp Syria trên sân Thiên Trường hôm 20 tháng 6 bên cạnh Tuấn Tài, Văn Toàn, Văn Tùng, Văn Khang. Ngay từ đầu, huấn luyện viên Philippe Chusier đã khẳng định tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong đội tuyển Việt Nam qua thông điệp sẽ thay máu 40% thành phần dự AFF Cup 2022. Ông đã lặng lẽ chuẩn bị cho việc này bằng cách sớm kéo dàn cầu thủ tài năng của lứa U20 Việt Nam lên đội U23 Việt Nam. Ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua, việc hàng loạt cầu thủ 17, 18 đến 19 tuổi được trao cơ hội vào sân và tỏa sáng cho thấy chiến lược gia người Pháp đang xây dựng lực lượng với nhiều nhóm cầu thủ đan xen kiểu cài ra ngược. Tuy nhiên, phải đến khi danh sách tập trung lần này vắng hàng loạt cầu thủ quen mặt như Văn Thanh, Phùng Duy, Thành Trung, Nguyên Mạnh thì tất cả mới giật mình. Rõ ràng, phù thủy trắng không nói đùa và quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam là đang do ông làm chủ. Những ngày qua, huấn luyện viên Philippe Chusier cho các đàn anh hàng đầu ở đội tuyển Việt Nam như Ngọc Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh và Thanh Bình tập trung với đội U23 Việt Nam. Hôm 1 tháng 9, toàn bộ 31 thành viên của đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầy đủ đầu tiên cùng với các đàn em U23 Việt Nam. Với tổng quân số khoảng 50 người, ông Chusier tiếp tục tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ được tập trung với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ các đàn anh. Ngoài 10 cái tên của U23 Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á, ông Chusier lại trình làng những nhân tố mới như hậu vệ Hoàng Thái Bình, câu lạc bộ Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Trung Hiếu, câu lạc bộ Hải Phòng, Phạm Văn Luân, câu lạc bộ Công an Hà Nội hay tiền đạo Vũ Quang Nam, câu lạc bộ Hà Tĩnh, đặc biệt tiền vệ Lê Phạm Thành Long, câu lạc bộ Thanh Hóa. Tiếp tục được ông Chusier trao cơ hội sau khi được trả về câu lạc bộ sớm ở đợt tập trung FIFA Day tháng 6. Cơ hội đang mở rộng ra cho mọi thành phần từ người cũ, người mới cho đến người chưa thể hiện hết khả năng. Đội tuyển Việt Nam vì thế cũng đang duy trì hết số chọi khá cao, từ 3 đến 4 cái tên cạnh tranh cho một vị trí.